Hello anh em. Đây là mod một cái mod đã khá cũ và bỏ hoang của thằng pin, thằng ngoại sai của pin. Không, không. Hôm nay tôi sẽ review một cái Blackman gun có trong cái máy liệt. Chưa kịp review thì xém như thằng bắt nó vô đó, nó thẩm vô mình tạm thời bắn trước thôi. Bản này thì cái thằng già súng thì cũng kiểu như cái súng nó là cái súng mô hình thôi, nhưng các bạn hiểu tôi nói sao rồi ha, là cái súng mô hình mà thôi. Tôi sẽ review một cái vũ khí thượng hạng của The Twin được đem vào Granny 1. Thằng Linh nó làm cái tụi mình phiêu phiêu lâu vãi mà giờ cũng không nói gì được thì nó cũng trả khen cái mod này nữa. Đây đây là vũ khí tối thượng của The Queen. Sau đây tôi sẽ xài cái vũ khí tối thượng của The Queen. Đây thực chất là một cái Granny Battery mod thấp, một sáng một siêu phẩm nha nha mắt 2022. Tuy vãi, bắn trong nhà mà tới ngoài sao nó chết ngắt luôn. Đỉnh cao pháp sư Bin. Do là battery mod phát nên cái nắp này nó sẽ tự mở. Rồi preset cũ có gì, cái sale cây gì trong đây sẽ có một cái chan cutter, nhưng bản đó là có một cái cutting flyer. Ui anh idol, anh idol in đây rồi.
tầm đánh, cái tầm bắt của bắt cực kỳ là ngắn luôn. Đầu game xem tưởng đâu bị nó phi rồi. Chăm thôi. Tốc độ phiêu nó chậm lái liền luôn. Cứ lấy cái revolver cho chắc. Sẽ nằm ở đây, không có pin đâu ta. Đây là thời mà pin còn chơi cái weapon room.
bá hông bò lỏ rồi. Ủa cái nước bị gì trời? Tôi không hiểu sao pin lại xài. Vậy đứng dậy mượt phát nhờ. Tới lúc dùng vũ khí pin làm cái chiều cao nhảy tán cũng ok chứ. Nên là té trên góc tủ không bị đam. Bạn cũ là bấm F để đặt cái miếng ván. Thank you.
sao biết hôm nay cái preset của bản vô với cái preset của bản remote phát thì tôi thích hơn. Thank you.
Slayer đã có chiều cao mới. Slayer giờ đã cao lên thêm 1 mét. Hình như vậy lâu lâu nó xuất hiện đỡ không kịp luôn. Vẫn là spam gì chỗ này. Ít cabin còn làm được hơn cái bản gốc. Bản gốc mà té khỏi map là coi như đi luôn. Bản này còn được quay về chỗ dưới hầm. Cái cây revolver đâu rồi ta? Chơi sạch gần. Đi. Đi.
Rashidun. Chịu hồi gọi luôn cơ ngáo người. Đi. Cái cảnh game over rồi hết chứ.